Hey vô, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho mấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm TV của mình nha anh em. Hôm nay là mình vào trong đây review một chút xíu thông tin cơ bản về một cái beta cập nhật mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì nó cho chúng ta hai sự kiện, mà một cái sự kiện cũ, một cái sự kiện mới. Hôm nay mình sẽ gộp lại để thông báo review cho anh em biết luôn. Đầu tiên, người ta có một cái sự kiện cực kỳ cũ, nó mới diễn ra ở đây thôi anh em. Hôm nay mình tóm tắt, mình review cho anh em những anh em nào newbie, những anh em nào tâm huyết mà muốn bảo vệ cái tài khoản của mình cho nó kỹ nhất, an toàn nhất có thể, tránh trường hợp là những anh em bốn chân mà dò tài khoản, dò ạc của anh em vào trong đây để mà sanh sửa cái ạc của anh em, biến chế và nói chung là lột sạch đồ của anh em. Thì các anh em vào trong cái hình nhân vật của mình, các anh em vào trong đây, bấm vào là USR. Khi vào trong đây, các anh em chọn vào cái hình người và có cái dấu tích. Ở đây là một cái thông tin tài khoản của mình, ở trên là thông tin tài khoản là các anh em đừng cho người khác xem cái thông tin này. Bên đây là thay đổi mật khẩu và lịch sử tài khoản. Và ở đây có thêm một cái mục nữa, đó là bảo vệ tài khoản. Nói nôm na cho anh em giới thiệu, đây là một cái mật khẩu thứ hai để mà bảo vệ cái tài khoản của mình. Nếu mà người ta biết một cái mật khẩu thứ nhất, khi mà khác ID nó bắt anh em là phải nhập thêm một cái tài khoản bảo mật nữa. Thì mình vào trong đây, ở đây nó có để nè mã bảo mật thông tin ISC. Ở đây là mình nhắc lại cho anh em biết là một cái mật mã cấp 2 để bảo vệ tài khoản của anh em. Thì anh em có thể là nhập vô tùy ý nha, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Văn Tý hay Nguyễn Văn Chuột gì đó. Thì anh em nhập ở trên nhập ra sao thì ở dưới là nhập y chang lại. Các anh em thấy là chữ nhập lại không? Khi nhập lại, các anh em bấm vào một cái chữ là bảo vệ tài khoản. Khi mà các anh em điền đủ thông tin và theo yêu cầu thì nó sẽ đổi là bảo vệ tài khoản thành công. Thì từ đó tới sau, anh em có thể là vô tư, thoải mái, tự tin để đầu tư, tư vào để chơi, trải nghiệm cái con game. Và các anh em lưu ý nè, khi mà mua bán giao dịch ở ngay thời điểm hiện tại, các anh em hãy mua những cái nguồn agent thân tính, thân cận và nói chung là những nguồn agent sạch nha. Đặc biệt anh em nào mà có giao dịch số tiền lớn, hãy giao dịch qua admin nha anh em, cho nó chắc ăn nhất có thể. Các anh em đừng có tin bố con thằng nào hết. Nhiều khi nó búp, nó đưa những cái agent không sạch, các anh em ham rẻ, các anh em mua vô là các anh em bị dính chưởng nha. Đây người ta sẽ phá thẳng tay nha anh em. Và một cái thứ hai cũng vô như vậy nha, vô cái hình nhân vật, bấm vô là USR. Các anh em vào cho mình cái một sự kiện thì mình đã có review hướng dẫn cho anh em rồi. Ở một sự kiện, các anh em sẽ nhập một grip code. Và cái grip code mới nhất ngay thời điểm hiện tại nó sẽ cộng dồn lên. Thì của mình đã nhập thành công, mình thông báo lên cái nhóm nè, thông báo lên cái group nè, thông báo trên Zalo nè, mình thông báo trên YouTube của mình, thông báo tùm lum tà la hết cho anh em biết mà vào cho đây nhận code. Vì đâu phải là đương không, mình có 2 ngày búp miễn phí anh em. Búp miễn phí thì các anh em thử nghĩ coi, đi lên mắt cao mà các anh em có búp nữa thì các anh em farm nó rất là dễ dàng luôn. Và cái beta cập nhật mới nhất ngay thời điểm hiện tại nó cho chúng ta những gì? Thì nó cho chúng ta tiêu phí agent. Tiêu phí agent ở đâu? Nó có một cái chỗ để cho chúng ta tiêu phí. Các anh em vào trong nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày là cái nhiệm vụ donate. Donate là các anh em có thể là nạp qua hệ thống của đem. Thì khi mà chúng ta nạp qua thì có những cái phần quà tương ứng với những cái phần quà mà các anh em nạp nhận lại. Nạp rồi các anh em sẽ nhận lại phần quà. Khi mà chúng ta nạp vô, chúng ta có được một số agent nhất định, kèm theo đó là những cái phần quà mà người ta đã để trong đây rất là rõ ràng. Các anh em nhìn nè, đa phần sẽ dành cho những anh em nào chơi tầm trung và những anh em nào chơi cao cấp. Còn những anh em nào mà chơi tầm trung đảo xuống dân cài không cần mang tới cái này, tại vì vô trong đây nó rất là đau thẳng luôn. Cho đi thì nhận lại anh em. Con game nào cũng vậy, người ta mở ra hai hướng, một hướng cài và một hướng nạp. Anh em nào muốn khỏe, muốn nhanh thì có thể là qua ở bên nạp. Còn em nào muốn cài trải nghiệm thì cứ việc cài theo cái kênh của mình. Cái kênh của mình là cái kênh chuyên chia sẻ, review rồi tư vấn cho anh em những cái cách cài rồi chơi làm sao cho nó hiệu quả, và review những cái thông tin cơ bản để cho anh em mình vào trong đây trao đổi chia sẻ cho nhau. Và tiếp theo là một cái sự kiện rất là sôi nổi luôn, một cái là bending. Bên đây cũng là một cái nhiệm vụ để cho chúng ta tiêu phí, nhưng mà bên đây nó sẽ cao cấp hơn, nó có đá ruby. Ở đây nó có những cái viên đá ruby để nâng cấp cho chúng ta cộng 13 nhẫn và dây chuyền.
Kèm theo đó là có thêm một cái thuộc tính để mà mình nâng cái ốp của cái Win 2. Thì các em thấy không? Nếu mà các em nạp ít nó đâu có được như vậy, nam cần thiết là phải đạt được cái mốc 20k gen thì bên đây mình mới có nhiệm vụ để mình nhận nha. Và anh em tiêu phí á thì các em vào trong đây. Khi mà tiêu phí các em có thể là vào trong đây, cái mục nào mà nó liên hệ tới agent thì các em vào trong đây để các em tiêu phí nha. Ở đây chào nè, những mục này là anh em có thể là tiêu phí rất là thoải mái nè, có bao nhiêu cái việc tiêu phí hết đi anh em. Mình vừa nhận được cái nguồn thu trong đây và mình vừa nhận được cái phần thưởng ở trong kia, thì dạy gì không tiêu phí. Cái đó là người ta nói cho những anh em nào Dubai nha, còn những anh em dân cày né ra giùm cái, cài làm sao mà vô đây tiêu phí được, không có đủ agent để đi reset nữa, làm gì mà có để tiêu phí. Cái này review để cho những anh em nào dân cày tham khảo chia sẻ, còn những anh em nào Dubai nhào vô trong đây tiêu phí rồi phe lên là mình tiêu phí được bao nhiêu, mình nhận được những gì. Những lời comment, những lời góp ý của anh em sẽ giúp kênh càng ngày càng phát triển thêm. Cảm ơn anh em luôn. Và cái điểm lucky của mình đã lên được 608 thì Boeing từ từ mình sẽ mở ra cái lần thứ hai. Lần rồi mình mở là 1.300, nó không có cái gì quá cao sang, nó cho lại chúng ta một cái nguồn thu cũng tương đối là ổn. Giờ cái hệ cài thì bây giờ chúng ta có những cái gì, event mới là có tiêu phí nè, rồi event mới là có thêm đá để nâng cấp. Vì mỗi ngày là game nó sẽ phát triển thêm nên anh em không có sợ là bị nhàm chán hay là bị trôi đi những cái event. Thì đặc biệt hôm nay mình vào trong đây cho các anh em biết là một cái bảng điểm master, vì sao cái con DK nó lại mạnh. Thì mình đã trải nghiệm xong là tầm 3 con DK. Một con DK là mình cài giùm một ông bạn, một con DK là của mình và một con DK mình đang cài gen. Thì mình thấy là ba con Y1 anh em ở cái giai đoạn tầm khoảng là 50 đảo xuống thì cái con DK cực kỳ là yếu. Từ 50 đảo lên nó bộc phát được cái khả năng và phát huy được cái sức mạnh của nó. Khi mà các anh em farm, các anh em trải nghiệm nó là các anh em mới biết là sức mạnh thật sự. Và cái con game này á, mình thấy cái con DK công thủ dạng toàn. Đây là cái bản master của mình cộng cho cái con DK. Anh em vào trong đây xem góp ý tham khảo, khuyến khích là không khuyến khích cộng theo mình, chứ không phải là khuyến khích cộng theo mình nha anh em. Các anh em nghe kỹ nha, đây là mình chỉ làm chuột bạch demo cho anh em thôi, không có khuyến khích cộng theo mình đâu. Các anh em có thể là vào trong đây tham khảo cái cách cộng của mình, rồi các anh em có thể là biến hóa cái cách cộng của anh em cho nó mạnh hơn và nó công thủ, nó dạng toàn hơn cái cách của mình. Thì những cái lời góp ý của anh em sẽ là động lực để cho mình ra càng nhiều cái video có nội dung hay và có những cái phần bổ ích để giúp cho những anh em nào newbie vào sau có những cái bước đi rất là vững chắc. Vì sao? Vì có những anh lớn anh vào trong đây xem một cái clip của mình, bình luận và góp ý những cái hay. Vì người chơi trước lúc nào cũng phải có kinh nghiệm hết, đâu có ai mà mới vô chơi mà đã có kinh nghiệm liền. Mình đố mấy ông luôn á, khi mà mới vào trong đây làm sao mà kiếm được cái nguồn thu, làm sao mà biết được anh em. Vì các anh em phải vào trong đây xem từ cái clip giới thiệu, từ cái clip review và từ cái clip quảng cáo, hoặc là những anh em nào chơi trước vào trong một cái nhóm cái gui gì đó, người ta hướng dẫn anh em cách cài này cài kia cài nọ, rồi anh em mới biết được dần dần từ lớp 1 đi lên, chứ không ai mà nhảy vô lớp 6 lớp 7 liền đâu anh em à. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.